Chào các bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ nói về cái bảng cân đối xuất sinh. Thì cái bảng cân đối phát sinh này nó có quan trọng hay không? Và cái tầm quan trọng của nó như thế nào? Thì đầu tiên tôi trả lời là cái bảng đối phát sinh này là cực kỳ quan trọng. Rất quan trọng. Vì sao? Thứ nhất là sau khi mà chúng ta làm vào sổ sách hết rồi, ghi vào nghiệp vụ cuối tháng xong hết rồi, thì bắt buộc chúng ta phải lập bảng cân đối số sinh từ loại 1 cho tới loại 9. Nhìn trên cái bảng cân đối số sinh này, chúng ta biết được tính chất của từng tài khoản nó có đúng hay không. 1, 2 số dư bên nợ, 3, 4 số dư bên có, từ 5 tới 9 không còn số dư. Mà ví dụ chúng ta xem cái bảng cân đối số sinh này mà chúng ta thấy tài khoản 111 nó nằm số dư bên có là bị sai. Được không? Hay là tài khoản hàng tồn kho mà nó bị âm là cũng bị sai. Hay là tài khoản từ loại 5 tới loại 9 mà nó vẫn còn số dư cuối kỳ là cũng bị sai. Như vậy là chúng ta thấy cái tài khoản nào bị sai thì chúng ta phải vào sổ cái của tài khoản đó để chúng ta kiểm tra lại. Như vậy cái thứ nhất là các bạn thấy tầm quan trọng chưa, là dùng để kiểm tra gì, số dư từ loại 1 cho tới loại 9. Được chưa? Rồi, cái thứ hai nè, dùng để kiểm tra những cái tài khoản mà gọi là bất thường. Như thế nào là gọi là những cái tài khoản bất thường ở đây? Cái đây gọi là do kinh nghiệm và trải nghiệm thôi các bạn. Thứ nhất, ví dụ như chúng ta dòm thấy tiền mặt mà nó còn nhiều mà tại sao vẫn đi vay? Điều này có nghĩa là tiền mặt bị ảo. Chúng ta thấy là công ty này là công ty sản xuất nhưng tại sao 1 năm 4 không có số dư? Chúng ta thấy công ty này tại sao tài khoản 334 không có số dư? Vì thời buổi bây giờ là chuyển khoản, lương tháng này sẽ được trả vào tháng sau. Chứ không ai mà lương tháng này trả tháng này hết. Vì chúng ta phải có một cái thời gian độ trễ 5 tới 10 ngày để chúng ta tính lương. Đúng các bạn? Rồi. Chúng ta nhìn trên đây chúng ta thấy tài khoản 632 á, nó cao hơn tài khoản 511. Chúng ta nhìn trên đây chúng ta thấy hàng tồn kho mỗi năm nó mỗi tăng nhưng mà doanh thu á, là nó giảm. Cũng là một cái điều bất thường. Chúng ta nhìn trên đây chúng ta thấy tài khoản 141 càng ngày nó càng tăng. Rồi vậy các bạn rõ chưa? Chúng ta nhìn trên đây chúng ta thấy tài khoản gì? 131 á, nó càng ngày nó càng tăng. Đó là những cái bất thường. Vì sao 131 càng ngày càng tăng là bất thường? Điều này chứng tỏ là có thể là công ty làm sao? Xuất hóa đơn khống. Xuất hóa đơn trong cái một cái hệ sinh thái để cho công ty trong hệ sinh thái nó đi vay ngân hàng các bạn. Được chưa? Rồi. Như vậy là cái thứ hai là dùng để kiểm tra những nghiệp vụ gọi là những dùng để kiểm tra những cái tài khoản gọi là bất thường. Như vậy cái thứ nhất tầm quan trọng là giờ là dùng để kiểm tra tính chất số dư từ loại 1 cho tới loại 9. Cái thứ hai là dùng để xem những cái tài khoản bất thường. Những cái tài khoản bất thường, đây là một cái chỉ tiêu, đây là một cái ý nghĩa rất quan trọng của bảng cân đối số sinh. Được chưa? Và cái thứ ba nữa là chúng ta mới xem dùng để chúng ta kiểm tra lại là số dư từ loại 1 tới loại 4 có đúng hay không. Một số chỉ tiêu thôi. Ví dụ nè, chúng ta so sánh sổ phụ ngân hàng nó có khớp hay không. Vậy được không? Đúng chưa? Hay là chúng ta so sánh bảng tổng hợp nhập xuất tồn nó có khớp với lại sổ cái này hay không. Chúng ta so sánh bảng tổng hợp công nợ phải thu phải trả nó có khớp với sổ cái này hay không. Được chưa? Rồi các bạn rõ chưa? Và cái bảng cân đối số sinh này bất kỳ cơ quan thuế, cơ quan kiểm toán hay là khi các bạn mà nhận bàn giao công việc từ kế toán cũ sang kế toán mới thì luôn luôn người ta cũng nhìn vào bảng cân đối số sinh này hết. Tại vì bảng cân đối số sinh này nó là một cách tổng quát nhìn trên bảng cân đối số sinh này chúng ta có thể phát hiện ra rất là nhiều điều bất thường như nãy tôi vừa đề cập. Được chưa? Bảng cân đối phát sinh này mục đích lập ra là dùng để kiểm tra nghiệp vụ bất thường, kiểm tra những tài khoản bất thường, kiểm tra tính chất số dư của từng tài khoản trước khi lập báo cáo tài chính.
chứ nó không phải là một báo cáo tài chính. Rồi rõ chưa? Ok, rồi. Cảm ơn các bạn. Các bạn thấy video này mang lại cho các bạn một cái giá trị, hãy cho tôi lượt like, comment, share về tường Facebook cá nhân cho nhiều bạn cùng xem nha. Rồi các bạn ủng hộ kênh của tôi bằng cách là lên kênh YouTube. Các bạn gõ từ khóa là tự học kế toán. Mà gõ từ khóa là tự học kế toán. Rồi các bạn bấm vào Tấn Hải Bùi. Rồi, đó, bạn bấm vào video này. Rồi, đó, kế bên Tấn Hải Bùi nó có từ đăng ký kênh hoặc là từ subscribe, các bạn bấm vào. Được chưa các bạn? Rồi, nhớ bấm vào cái chuông để mỗi lần tôi ra video vào 8:30 tối nó hiện lên trên đây. Rồi, các bạn ủng hộ tôi để tôi có tinh thần á, thì các bạn chuyển khoản hoặc là bấm vào nút cảm ơn đây nè. Bấm vào nút ba chấm, cái nút cảm ơn này, mua những cái ảnh động trên này. Bấm mua và gửi. Rồi các bạn muốn mua sách thì vào trang sách kế toán.org, nó có rất là nhiều loại sách ở đây. Rồi cảm ơn các bạn nha, hẹn các bạn trong video tiếp theo. Chào tạm biệt.